Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một video để hướng dẫn mọi người thay cái lốc đồng, thay cái lốc của quạt gió ha, gió thay lốc mới để quạt gió ở nhà các bạn có thể là cháy hoặc là đề không nổi rồi đó. Thì chúng ta sẽ bắt buộc phải thay cái cụm dây đồng này, thay cái lốc này. Thì lốc này thì các bạn thay thì có nên là lựa lốc đồng 100% nha, còn lốc nhôm thì không nên thay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn như thế nào và gắn thế nào cho đúng, cho chạy bền, chạy lâu trên 2 năm mọi người. Gắn đúng thì nó sẽ hoạt động trên 2 năm, còn gắn sai á thì có thể là nó chạy khoảng chừng nửa năm hoặc là 3-4 tháng nó cháy nữa đó. Cái này thì mình bung ra hết rồi, mình chỉ cần kiếm đủ đủ đồ gắn vô thôi ha. Này linh kiện nè, hai cái bạc, một cây cốt, 4 con ốc xiếc và hai cái lồng đền cốt ha. Rồi còn thêm mấy cái đây, mấy cái lồng đền để chống mòn ha, chống mòn cái miếng mủ đen hồi nãy nè. Đây chống mòn cái này, nếu như mà không có miếng mủ này là nó sau một thời gian nó sẽ mòn cái miếng mủ đó và nó sẽ khục khạch luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thay cho mọi người xem đây, cho mọi người có thể là mua về và tự thay, nó sẽ giúp các bạn trải nghiệm tốt về cái rút kinh nghiệm thay quạt và cũng bớt một phần tiền, bớt phần tiền công của người thợ. Thì cái này á các bạn ra thợ tiệm sửa tự thay có thể là 90.000, cũng tùy theo chỗ, 90 hoặc là 120 tùy theo ha. Nhưng mà quan trọng là dây đồng tốt hay không thôi. Chỗ mình thay thì dây đồng 100% là dây đồng, còn dây nhôm thì không chơi. Tại cái này mình thay là mình bảo hành 12 tháng lận. Dây nhôm mình đã xài vẫn được 4-5 tháng là nó beo rồi. Còn dây đồng là trên 2 năm mình mới dám bảo hành 12 tháng. Đây, dây đồng 100% nha. Đó, rồi á, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đo để biết làm sao mà đồng cái làm sao để cái lốc này, biết cái lốc này hư hay là lốc còn ha. Các bạn bật về thang đo ôm đây, auto ôm ha. Thì chúng ta sẽ đo dây nâu này với dây hồng, nó lên khoảng chừng 1 ký hoặc là 800 ohm nó là nó ok. Có lên bao nhiêu ha? À, 742 ohm. Đó, 742 ohm là ok. Thì tùy theo lốc ha, nhầm lốc thì nó lên tới 1 ký rồi, nhầm lốc thì nó 800 mấy 700 mấy, còn 600 mấy cũng có nữa, còn 400 mấy, 400 mấy 300 là chạm rồi. Rồi kiểm tra như thế này là ok ha. Dây nâu với lại dây hồng lên 700 mấy chục ohm là ok. Còn chúng ta đo dây số, dây số số 1 nè 536 ohm, số 2 nè dây trắng nè 447 ohm, số 3 418 ohm. Thì ohm càng thấp thì nó sẽ càng mạnh rồi đó. Như vậy là ok ha. Trước tiên là quan trọng là cái dây màu nâu với dây màu hồng này nó có ohm là ok, nó dao động từ 1 ký tới 600 mấy chục ohm. Đó. Trước tiên thì chúng ta sẽ thay cái bạc ha, móc ra nè, các bạn cứ móc đại đi, đút cái vết dẹp vô nè ha, đó, đè xuống, đó, bung ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dở lên một xíu để nhét cái bạc mới vô nha, nhẹ tay mọi người, nó bung ra một cái là khó gắn vô lắm, đó. Rồi nhét cái bạc mới vô. Rồi, mới vô ha, đè nó xuống lại. Cái quạt này là quạt thông dụng, còn như quạt Senco là nó cái đế chim này nó sẽ khác, nó sẽ khó gắn hơn mọi người. Cái đó thì bắt buộc phải mọi người, nếu như mà không biết gắn á thì phải tháo cái đó bỏ và gắn cái đế này vô, gắn cái đế thông dụng này vô để mình dễ gắn, dễ xài.
Cái này thì trong tiệm điện tử có bán hoặc là tiệm bán linh kiện rồi đó, có bán hết á. Các bạn cứ nói mua linh kiện về các bạn đem mẫu cho người đó xem là sẽ lấy đủ bộ cho các bạn. Kêu người đó là lấy đủ một bộ, đủ một giáp một cái quạt đó là nó họ sẽ lấy cho bạn không tới 100.000 đâu. Rồi. Đó, các bạn nhớ đè nó xuống rồi cho nó cứng cứng nha. Các bạn để cái vít bẻ nè, cảm thấy nó cứng tay là ok. Thì quạt bền hay không là do cái bạc này ha. Cái lốc có bền hay không là do thằng này. Nếu như thằng này nó gơ quá thì xài một thời gian nó sẽ hư. Đó. Rồi, thay cái mặt trước ha, mặt sau, sau mặt sau. Mặt trước cũng là y như vậy. Nó đè xuống. Đó. Bung ra ha. Rồi. Để cái mới vô. Mình sẽ bung bung cái này lên, bung cái đầu nó lên cho gãy gắn. Bung nó lên mới gắn được. Đó, lấy vít dẹp. Bẻ ra. Để cái mới vô. Thấy. Dọn dọn cho nó lỗ. Để cái mới vô. Để cái mới vô vậy ha, đè vô nè. Đó, cách là xong. Ok không? Rồi là nó lên. Rồi trước tiên các bạn sẽ đè xuống. Quạt Tenco thì khó gắn một xíu. Nè, bây giờ là nó mềm mủng rồi. Thì nó xài không có bền, một thời gian nó sẽ hư liền. Nó sẽ cháy cháy cái motor của mình nữa. Cháy lốc nữa. Mình phải đè cho nó cứng lại. Nè các bạn, đè như vậy ha. Bạn đè mấy cái răng này xuống. Đó, đè mấy cái răng này xuống cho nó siết cứng lại. Đây, kéo qua đây. Đè mấy cái từ từ của nó xuống. Cái mức cái công đoạn này là cũng quan trọng lắm nha. Phải thường đâu. Đẻ lên. Rồi chúng ta xong làm xong đẻ lên, cảm thấy nó cứng tay là ok. Đó. Nhưng mà hạn chế mọi người hạn chế đúc cái vít cho bé nhiều quá nha. Nó mà chạy cái bạc này thì nó dướng dưới cốt nó sẽ không có bền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đóng cái cốt kia vô. À, mình còn quên một cái công đoạn mọi người. Là cái này. Đây cái này mình kêu cái gì vừa mới mới tiêu rồi. Nhưng mà cái này là nó tạo ra cái từ trường để hút cái này quay nè. Rồi sẽ đóng vô ha. Các bạn quay chiều nào cũng được, hướng này cũng được, mà hướng này cũng được. Không sao hết. Rồi. Bạn đóng nó vô. Đóng vô cái bàn canh nha. Mình sẽ cái bàn canh. Rồi bây giờ mình sẽ đúc một cây rồi nữa ha. Còn một cái dư này nè. Thì các bạn không có gì canh đúng không? Bạn lấy cái nằm dưới đây nè, bạn lại xuống canh, bạn để bằng hoặc là dư một khoảng chừng 2 ly là ok. Đó, đóng thêm rồi nó dư khoảng 3 ly rồi ha. Đó, bạn thấy dư 3 ly ha, ok luôn, nhìn là ok rồi. Đè 2 cái vô, bây giờ thì gắn thêm cái lông nền màu trắng vô để chống chống ma sát, để mò cái này, mò cái miếng đen này. Chứ mà các bạn không gắn là xài mốt nó mòn cái miếng đen này là hơi mệt á. Rồi thì cái lốc này là nó ghi rồi ha, bạn có thể là xem nó ghi, nó quay đi sau hoặc là quay trước, nếu như mà nó kêu quay đi sau á. Rồi đây kiểm tra cốt bạc kêu tôn trụ trước khi sử dụng, không phải dây đồng đây nó ghi nè, dây đồng dây ra sao đó, dây ra sao các bạn phải buộc phải quay ra sao. Nếu như các bạn á quay quay đi trước á, quay ra sao là như vậy nè. Đó. Các bạn luồn vô ha, luồn vô đây rồi để cái cuộn của nó nằm trên đó, để vô khớp rồi ok. Đây ra đó. Dây quay ra sau có nghĩa là nó quay quay ra số đích nè, cái dây này quay ra số đích nè. Nếu như mà các bạn quay đi trước á, nếu như mà cái lốc trước của bạn quay đi trước thay cái lốc mới này, bắt buộc các bạn cũng phải quay đi sau. Nếu mà quay đi trước á vẫn chạy ok bình thường, nhưng mà nó sẽ quay ngược các mọi người, quay ngược á, cánh quạt quay ngược. Rồi bây giờ mình sẽ đổi một miếng dầu, cái này là dầu máy thôi, dầu máy bình thường chứ không phải là gì hết. Đổi nhớt cũng được, nhớt xe cũng được mà nhớt mới nha. Rồi đổ vô đây là đổ vô cái miếng
này luôn, ngoài luôn, cho nó giữ cái dầu. Rồi gắn vô, phải đổ dầu nha, đổ dầu đổ ở chỗ đó thôi, chỗ khác khỏi đổ, đổ là hư luôn á. Rồi đổ thêm đem biết nữa, đổ vô đó. Rồi từ từ cho nó xuống, ok đó, ok ha. Rồi các bạn để thêm một miếng trắng nữa để cho nó cái lồng đền của nó đầm để miếng trên nữa, rồi đổ dầu vô luôn. Rồi cái này cũng vậy, rồi để vô. Rồi các bạn để vô ha, để vô ngay khớp nè. Thì bạn sẽ cầm trên đây để ruột vịt thử đó, các bạn cảm thấy như nó xa nhau chừng 2 ly là ok ha. Còn nếu như mà xa nhau khoảng chừng chưa được 1 ly là các bạn cắt cái miếng trắng, cắt cái miếng đen đó bỏ bớt để đừng cho nó cạ đó các bạn ha. Đó các bạn cầm cung bình thử, nó còn cung bình được là ok. Còn nếu như mà dính cứng ngắc luôn, các bạn phải cắt cái miếng mũ đen đó bỏ, nếu như mà các bạn để cái đó nó dướng nó quay không nổi. Bỏ vô, mình sẽ làm lẹ lẹ để tiết kiệm thời gian của các bạn. Bỏ vô, bắt phần máy luôn. Bây giờ đã 10 giờ rồi nhưng mà vẫn làm video cho anh em xem, anh em chế cháo xem. Không, bỏ vô. Cái công đoạn này rất quan trọng mọi người, nếu các bạn không biết làm là nó cứ cái cốt nó cứ ngắt à, nó quay không nổi. Bây giờ mình đóng vô là nó cứ ngắt nè, không có chớn nè, không có chớn ngắt à, cứ ngắt thì vẫn là quay được, nhưng mà xài chừng mấy ngày là lại cháy cái rõ đồng này. Các bạn dùng một chiêu, lấy cái búa này đập vô cái cạnh này, 1 2 3 nè, 1 2 3 cái nữa, 1 2 3 đó, rút lại đó, có chớn liền, ok chưa đó. Gõ nhẹ thôi nghe, đừng gõ mạnh quá, gõ mạnh quá là đứt cái lỗ luôn ha. Rồi đó các bạn quay xong mà có chớ như vậy là ok ha, vẫn cứng quá, cứng quá cái lỗ nó không có bền, nóng gì lắm. Rồi bây giờ các bạn có lấy siết mạnh vô, hồi nãy là mới siết nhẹ thôi nha, giờ siết mạnh nè, siết mạnh rồi, bây giờ siết càng mạnh càng tốt. Đem vô chỉ bốn con luôn. Rồi các bạn quay lại đó, nếu như mà nó nhẹ thì thôi, còn nếu như mà nó cứng thì các bạn gõ nữa ha, cứng thì gõ nữa ha. Đó, đó càng nhẹ càng tốt đó, có chớn không, thấy chớn không, quay cái nó quay quá dài luôn không đó, đó có chớn, càng nhẹ càng tốt, càng bền sao hết. Còn mình lưu ý cho mọi người nha, cái quạt á mà nó còn quay nổi nhưng mà cái bạc cốt này á nó nặng quá thì mọi người đem đi sửa liền, thay bạc cốt liền, chứ mà để lâu quá là cháy luôn cái lóc là xong phim luôn á. Rồi bây giờ mình rút lại đây lại nè, để nó bảo vệ, đừng có cho nó đứt cái trên đây. Rồi giờ mình sẽ cần một cục cơ ba 2 mét, thì nó ghi trên đây 2 em thì các bạn cứ xài 2 em này, C bằng 2 UF ý 2 mf thì các bạn xài 2 em. Còn nếu như mà nó ghi là 1.8 thì xài 1.8, 1.2 thì xài 1.2, tùy theo cái lốc này. Cái lốc này á là nó tính theo là B4 416, là nó xài phần thường thường 2 em, có nghĩa là đường rộng này lớn và cái lỗ bên trong nó lớn nữa, các bạn xài 2 em. Thì cái đó thì các bạn đi mua, các bạn nói B4 416 là họ sẽ lấy cho các bạn. Nếu như mà các bạn nói B5 416 là cái độ rộng này nó sẽ dày hơn, là các bạn có đó là các bạn Senko 400 mấy nó có xài cái đó, là cái lực quay của nó sẽ mạnh hơn này ha. Thằng này là thông dụng nhất, B4 416 đây, B4 416. Còn B3 416 á là nó sẽ mỏng hơn một xíu, cái quạt nhỏ lùng á nó xài cái đó ha, các bạn lưu ý. Rồi lấy cầm cái K3 ha, đây nó ghi đây, lấy nét lại rồi, không có lấy nét đây. 2 em 400 V, các bạn phải xài từ 400 V trở lên nha, 350 hoặc 400, chứ đừng có xài 250 mai mốt là nó sẽ hư qua. Rồi các bạn sẽ đấu
các bạn rút dây nâu và dây hồng ra ha. Dây hồng là dây đề nè, còn dây nâu là dây dây nguồn chính, nói chung là vậy đó. Còn bên đây chúng ta sẽ đấu vô một cái bên dây hồng luôn ha. Cái tụ đấu song song với dây hồng dây nâu. Rồi cái này thì mình chỉ làm cho mọi người xem thôi, mình chưa gắn vô cờ bạc, mình sẽ đấu dây cho nó chạy tạm ha. Cái dây hồng này đấu vô một bên K3, mọi người sẽ quấn dây lại và cắt điện cho nó. Thế này là xong rồi. Còn thằng nâu này dây điện vô, các bạn sẽ cho vô một sợi đây. Cái này mình thay thế cho con dây điện vô nè. Vô một sợi 220 vô ha. Và cộng dây số. Bây giờ mình lấy số lớn nhất là màu trắng, số lớn nhất ha. Rồi. Bây giờ rồi. Đó. Cái này nó kẹp, nó không muốn ăn. Rồi. Nó chắc chắn sẽ quay. Mọi người nhớ nha, dây trắng, dây vàng, dây xanh là dây số. Còn dây hồng là dây đề, còn dây nâu là dây nguồn chính. Cả cắm nguồn ha, 220. Mình nhớ chỉ nha, đó. Không ăn điện nè. Đó, quay rồi thôi mọi người. Nó quay chưa? Đây nè. Nó không ăn điện. Đó. Mọi người thấy nó quay chưa? Đó, nó về tè luôn nè. Vậy là ok ha. Các bạn muốn thay số thì thay chỉ cần chích cái dây. Ví dụ các bạn muốn lấy số 1 đi, rút dây trắng ra, cho dây xanh vô. Dây xanh là tượng trưng số 1 nha. Cũng tùy theo lốc nữa. Lốc nó ghi nè, số 1 là xanh, số 2 là vàng, số 3 là trắng. Đó, số 3 là mạnh nhất ha. Số 3 là số mạnh nhất, là ít ôm nhất á. Rồi thì giờ sẽ ghi thử nha. Để nó sẽ quay chậm hơn biết. Đó, chậm hơn hồi nãy một xíu ha, mình thấy. Đó. Rồi, cái quạt các bạn xài, các bạn tháo ra, có chi tiết gì các bạn cứ gắn vô hết. Như vậy là thành công ha. Các bạn nhớ làm theo mình thì quạt nó mới bền được. Còn mà làm đại đại thì chạy được đó, nhưng mà không có bền. Mình lưu ý gì đó. Chứ không phải là muốn làm mà làm thì thợ nó ở không hết rồi. Ha mọi người ha. Cái này thì chia sẻ thật thà với mọi người luôn, thật lòng với mọi người luôn. Để anh em nào muốn nói chung là muốn tự làm, tự học hỏi thì có thể làm được. Còn nếu như mà ai cầm biến làm thì cứ đem đi thợ gần nhất làm cho rảnh nợ. Chứ mà làm cũng không có sung sướng gì đâu. Tại vì thợ người ta nhiều đồ, người ta đủ đồ, người ta làm lẻ. Còn nếu như mà các bạn mua đồ thì các bạn mua cực lắm. Tại vì các bạn mua một hai cái này các bạn cũng phí nữa nè. Thí dụ như cái lông đền này nó không bán một cái mà là nó bán một bịch 5.000 đồng đó. Rồi thêm mấy cái mũ này nó cũng không quá lẻ. Nếu như các bạn còn cái cũ thì không nói, còn nếu như mà cái cũ nó hư rồi các bạn phải bắt buộc phải có cái mới này. Nếu như không có, nó xài một thời gian nó mòn cái mũ ở trong đây thì nó sẽ khục khạch, đầu cộng nó cao thì nó sẽ không có chạy được. Nhầm khi nó chạy được nhưng mà nó phá hư luôn cái lỗi này ha mọi người, rất là nẻ đó, quá trời chớn luôn. Rồi video của mình đến đây cũng xin kết thúc ha. Các bạn nếu thấy hay thì like và subscribe kênh của mình và đăng ký xem video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye.